Bây giờ thầy xin phép hỏi quý vị một câu. Ở trong đây có ai từ trước tới giờ mà chưa từng biết giận hờn ai chưa? Ai cũng có kinh nghiệm giận hờn hết phải không? Thầy thấy có người giận dỗi lắm, 30 năm vẫn còn giận. Chuyện nó đã qua lâu rồi, bây giờ trở thành bà nội, bà ngoại rồi mà vẫn còn giận người ngày xưa. Đó, khổ vậy đó. Cho nên là hình như là các vị đều có kinh nghiệm, có kinh nghiệm về vấn đề giận, nhưng mà không có kinh nghiệm làm sao để cho chúng ta bớt giận. Tại vì cái giận thật sự nó là một cái trạng thái tâm lý mà khiến cho con người ta dễ bị tổn thương. Và cái sức mạnh của cái cơn giận rất là nguy hiểm, có thể làm cho mình một phút đột ngột trở thành kẻ sát nhân. Chỉ trong khoảnh khắc thôi chúng ta có thể giết người vì cái cơn giận. Bình thường chúng ta không dám. Trong báo có đăng những cái thông tin những kẻ sát nhân từng là những người hiền như cục đất mà chỉ trong khoảnh khắc có thể cầm dao giết chết đi người thân yêu của mình. Chỉ là một cơn nóng giận thôi, nhưng nó đem đến cho mình biết bao nhiêu là phiền lụy, khổ não ở trong cái cuộc sống này. Cho nên hôm thầy muốn chia sẻ với tất cả quý vị Phật tử tại chùa Hương Quang ở thành phố Đà Nẵng này một vài ý niệm qua giáo lý của đạo Phật để có thể giúp cho quý vị một góc nào đó giữa miên man của cuộc sống, giữa những phiền não, chúng ta có thể tìm một chút bình yên. Vâng, xin phép trình bày với lại quý vị qua chủ đề làm sao bớt nóng giận. Kính thưa tất cả quý Phật tử, trong giáo lý của đạo Phật thì nói phiền não của chúng ta có rất là nhiều, nhiều đến mức không thể tính, không thể đếm, cho nên gọi là vô lượng phiền não. Phiền não không thể tính được, cho nên chúng ta cứ phát nguyện là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, tức là bao nhiêu phiền não chúng ta cũng cũng mong được kết thúc hết. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, tức là chúng ta luôn có cái ý muốn là cải thiện cái cuộc sống của mình, làm sao để mình bớt đi phiền não. Mà mình nói trước Đức Phật rất là oai, là phiền não vô tận con thề nguyện chấm dứt. Bây giờ thực tế chúng ta điểm lại xem mình có bao nhiêu phiền não. Thí dụ ông chồng ở dơ, ngày nào cũng đi dọn dẹp, quý vị bực mình không? Một cái ông chồng ở dơ thôi, một cái phiền não đó quý vị đoạn được không? Coi như tối ngày lách chách hoài, gặp cái nói hoài ở dơ quá. Bây giờ khỏi nói nữa, mình ngồi mình niệm Phật thôi, mình để cho rác ngập tới đầu gối ổng đi. Rồi ai biết, ai biết được cái cảnh mà ở dơ như thế nào. Làm được không? Một chuyện nhỏ, nói con cái cũng không ngăn nắp, nó không nghe lời, nó không nghe lời mình, mà nhiều khi nó nghe lời người dưng nước lã, cái đó cũng làm mình phiền não. Thì mình phải làm sao? Trong sáu thứ phiền não gốc của chúng ta, đó là tham dục, nóng giận, si mê, kiêu ngạo, nghi kỵ và những quan điểm ác.
sáu thứ phiền não này nó luôn kéo chúng ta đi từ nỗi khổ này đến nỗi khổ khác. Chúng ta không có cái cơ hội để mà cái sự bình yên trong cuộc sống, đặc biệt là nóng giận. Trong kinh gọi là sân hận. Khi mà nóng giận thì quý vị thấy chúng ta có thể làm được những chuyện mà bình thường không dám làm. Nhưng mà rồi cái cơn giận nó qua thì chúng ta trở thành những cái con người rất là hiền lương, rất là đạo đức. Tại sao chúng ta lại có hai thái cực như thế? Nóng giận có thể nó phát tiết ra bên ngoài bằng những lời nói, bằng những hành động, và nó ảnh hưởng trực tiếp đến người thân của chúng ta. Ở một tình huống nào đó, ở trong cái cuộc sống, thì cái nóng giận này nó hướng ra bên ngoài, nó sẽ đưa chúng ta đi tới một hoàn cảnh sống mà ai cũng không thích, nhưng mình vẫn nóng giận, đó là tự mình bị cô lập. Tâm lý chúng ta gặp ai mà hung dữ quá, mình né, mình tránh. Xin lỗi trong đạo tràng này thôi, có một vị nào mà nóng nảy, nói năng nó không có chừng mực, cách cư xử nó hơi thô lỗ, bỗng dưng chúng ta cảm thấy không bình yên khi tiếp cận với người đó. Và tâm lý của mình là mình né. Thì quý vị nghĩ xem, ở nhà mình cũng vậy thôi, ngay cả anh chị em mình cũng vậy. Người nào mà hung quá mình thấy mình cũng ớn, phải không? Mà mình đi chùa mình tu mà ngày nó không hiền, mà càng ngày mọc nanh nó càng dài, thì quý vị nên suy nghĩ lại cách tu của mình nó có đúng chưa, là mình tu cái đạo gì đây. Nếu là đạo Phật thì cứ vô chùa, còn nếu là đạo khác thì xin mời qua Trung Đông. Có cái cách cư xử nó cực đoan, nóng nảy, lỗ mãng, không nghe người khác, tức là chúng ta không có để ý tới cảm xúc của người khác, mà mình chỉ biết đổ tất cả những cái cơn giận đó đến cho người khác bất kỳ lúc nào. Quý vị thử nghĩ xem, mình sống gần người này mình hồi hộp lắm, mình không biết là lúc nào mình sẽ bị tiễn vong. Tức là nó vui thì thôi, nó buồn nó đem mình ra, nó chặt nó chém, nó nói kiểu này nói kiểu kia, hoặc có những cái hành động dằn mâm sáng chén là khổ lắm. Khi mình phát tiết cái nóng giận ra bên ngoài thì thường chúng ta bị thất bại 100% trong cái giao tế. Không một ai mà có thể bình yên khi tiếp xúc với mình, thì tâm lý họ sẽ né tránh. Họ né mình hết, họ tránh mình hết, thì coi như là mình muốn làm gì cũng khó. Xin lỗi, mà đừng có nghĩ mình có quyền, có tiền là mình làm được tất cả, không có đâu. Mà mình muốn làm cái gì đó cũng phải hội đủ nhân duyên, bởi cái sự hỗ trợ của những người chung quanh. Bây giờ quý vị bán hàng, mặc dù mình là nhà cung cấp thì khách hàng là thượng đế chứ gì, nhưng mà một cái người khách hàng khó tính, kiểu gì cũng trách mình, cũng chê bai, rồi cũng mắng nhiếc, cũng tìm cớ này cớ kia, nói nặng nói nhẹ mình. Quý vị giao hàng cho mình những người đó, quý vị có thích không? Làm sao mình thích được? Cho nên là xin lỗi, chứ mình bán đắt một chút mình chẳng thèm bỏ hàng cho ông mẹ này, hung dữ quá. Nhiều người thì nghĩ rằng mình có tiền mình có quyền sai người khác. Chưa chắc đâu. Thầy kể cho quý vị nghe có một chuyện thầy gây lộn trên máy bay. Quý vị lúc nào cũng thấy thầy bóng mây hiền lành phải không? Thầy kể cho quý vị nghe câu chuyện này rồi mới thấy có khi bóng mây sẽ chuyển thành bóng ma. Bữa đó thầy đi vào hãng bay Singapore. Thầy nó quá cảnh ở Singapore, là thầy mới đi tiếp một cái đất nước khác. Thì
thầy ngồi ở cái dãy ghế bên đây, cái cô kia ngồi dãy ghế bên kia, thì cái cô kia thầy nghĩ không có lớn hơn thầy bao nhiêu tuổi, chừng 1-2 tuổi thôi. Thì cái cô tiếp viên cô đem tới cho cái cô đó cái hộp mì xào. Thì người ta tiếp, người ta nói tiếng Anh thì cổ không có hiểu hay sao đó, cổ chỉ cái thực đơn đó rồi người ta đưa cho cổ ăn. Cổ mở ra cổ ăn không được, mà cổ nói năng rất là khó nghe. Đồ này thúi quá sao ăn được, hôi quá sao ăn được. Thì bấm đèn thì cái cô tiếp viên tới. Thì cô tiếp viên mới hỏi: xin lỗi bà cần gì, tôi có thể giúp cho bà không? Thì cái bà này bà nói tiếng Việt, cái cô kia cô đâu có nghe được. Cổ lại hỏi lại một lần nữa là: tôi có thể giúp được cái gì cho bà? Nếu bà không hài lòng thì tôi thành thật xin lỗi. Thì cứ nói qua nói lại như thế, bà kia không nghe, bà này không hiểu. Thì cái bà này bà hất luôn cả cái hộp mì xào vô mặt cái cô tiếp viên. Thầy thấy quá đáng, thầy quay qua về thầy nhìn. Trời ơi, thầy không có tưởng tượng. Nhìn gì? Thầy chùi nhiều chuyện. Trời ơi, trong bụng thầy nghĩ mẹ này muốn chết. Dám khiêu chiến với thầy thì chỉ có chết thôi, chứ không có con đường khác để lựa chọn đâu con. Thầy bất ngờ trước cái thái độ của cái bà đó, quá là hung dữ. Thầy thấy cái cách cư xử của bà tạc luôn cái đó. Trong khi cái cô tiếp viên cô còn nhỏ lắm, cô mới có 21-22 tuổi, cô đứng cô khóc, cô phủi phủi, cô nóng mà. Thì mọi người mới giúp cổ, cái bà này bắt chửi rồi la sùm. Thầy mới quay qua thầy nhìn thôi, thầy thấy ngạc nhiên quá cái cách cư xử, thái độ gì. Thì bà nạt cho thầy: nhìn gì, thầy chùi nhiều chuyện. Theo quý vị thầy phải làm sao? Ngồi xuống niệm Phật à? Thầy đâu có niệm Phật được, thầy đọc thần chú giảng sanh. Trời ơi, thầy vừa tức là một cái bà này bà kỳ cục quá, mà vừa thấy thương cho cái cô kia. Nếu cổ là con mình, là cháu mình, thì thầy tới mà thầy xách cái bà này lên mà thầy chửi cho bà một trận chứ đừng có nói. Thầy quay qua thầy mới nói: cô hồ đồ quá. Thầy nói cô đừng có làm cho người ta phải sỉ nhục người Việt Nam. Ăn không được thì thôi, chứ cái gì mà thô lỗ gì. Cái cô kia cô tới cô hỏi đàng hoàng, mà tại vì bà không nghe được. Thầy trong đời trời đất thầy chưa thấy một cái người phụ nữ nào mà có thể nói là rất là lỗ mãn như cái cô này. Không hề biết lẽ phải là gì, cứ ông ống, cuối cùng mấy người đàn ông ở xung quanh với mấy người phụ nữ đi chung á, quát tảo tháo cổ, mắng với cổ, rồi cổ mới ngồi xuống cổ nín. Kỳ cục vậy đó. Thầy chỉ quay qua thầy nhìn thôi, tự nhiên kiếm chuyện với thầy. Trời ơi, mình tu mình cũng hiền lành có giới hạn phải không quý vị? Trời ơi, mình dễ thương vậy nó mình đồ nhiều chuyện. Đâu có nhiều chuyện đâu, chỉ có dòm thôi chứ làm gì nhiều chuyện. Nhưng mà quý vị biết, thầy cảm thấy thương cho cái cô tiếp viên hàng không vô cùng. Nhỏ quá, 21-22 tuổi. Thầy nghĩ cái cô này là người châu Âu đi làm cho hãng Singapore, làm xa nhà mà bị người ta hành hạ mình, cư xử như thế. Mà cái bà khách hàng này bà nghĩ là bà bỏ ra 5 triệu bà mua cái vé đó bà đi đó, cho nên bà có quyền. Thì sau khi suy nghĩ lại thì thấy thầy cũng không có bình tĩnh. Mặc dù là cái người kia họ làm bậy, họ nói bậy, nhưng mà mình đi gây với họ thì mình cũng bậy giống y chang vậy. Bây giờ mình đấu tranh mình giành là cái lẽ phải. Thì trong con mắt của mọi người mình cũng đâu có cái gì tốt đẹp lắm đâu, phải không quý vị? Mà quý vị biết thầy là hung dữ lắm chứ không có hiền đâu. Thầy nói nó mạnh dạn chứ không phải ngọt ngào như mây bay lãng đãng đâu. Thì cái câu chuyện này xin phép được khép lại ở đây. Ý thầy muốn nói rằng ở một tình huống nào đó trong cái cuộc sống này, một khi mà cái nóng giận chúng ta đưa nó ra bên ngoài
thì đó là chiều hướng bất lợi cho chúng ta. Dường như chúng ta sẽ tự cô lập mình dần dần, xung quanh chúng ta chẳng còn ai, chúng ta sẽ cô đơn. Mà trong cái cuộc sống tương duyên tương quan này, chúng ta không thể tồn tại độc lập. Mình đừng tưởng mình có tiền là mình làm được tất cả. Xin lỗi, mình có tiền cái mình vô nhà thương cái không có bác sĩ mình cũng chết rồi. Mình có tiền thôi, mình mua gạo, mua ga, mua nước uống thôi, người ta không cung cấp cho mình cũng chết đói rồi. Đối với cuộc sống này chúng ta phải hiểu cho được cái nhân duyên, mà chúng ta cư xử cho nó khéo. Chiều hướng thứ hai, cái cơn nóng giận này nó không phát tiết ra bên ngoài, nó đi ngược vào bên trong, thì xin thưa với lại quý chị, nó sẽ trở thành nỗi oán hận, căm thù. Tức là nó không phát ra được, nó không trút cho ai, không đổ cho ai được, thì nó sẽ đốt cháy ở trong tâm của mình. Và dần dần chúng ta sẽ trở thành con người độc đoán, nguy hiểm. Những người này đó, khoa học giải thích rằng đây gọi là người đa nhân cách. Tức là có lúc nó hiền như ma sơ. Mà sao thầy thắc mắc, Nico cũng hiền mà sao nó hiền như Nico mà nó hiền như ma sơ không biết. Nhưng mà chỉ một khoảnh khắc thôi, họ sẽ trở thành kẻ cùng hung cực ác, rất là hung dữ. Thì ở y học người ta phân tích những người này gọi là người đa nhân cách. Tức là trong con người của họ nó thay đổi cái cách suy nghĩ và cái cách ứng xử hoàn toàn trái ngược với nhau. Lúc thì họ hiền như cục đất, ai dẫm, ai đạp, ai đá đâu cũng được. Nhưng mà có lúc nó sẽ phản ứng mãnh liệt, đi tới giết người. Và ở phương Tây thì đa phần người ta bị rơi vào cái hoàn cảnh, cái thái, cái tâm lý là đa nhân cách này. Có những vụ án giết người rùng rợn, sau khi điều tra ra đó là những người bị bệnh lý đa nhân cách. Thì ở cái con người của chúng ta nó có một vấn đề quý vị nên lưu ý, đó là chúng ta hay chối bỏ cái sự nóng giận của mình. Khi mình làm tổn thương người khác, mình chối bỏ nó bằng những lý do khác. Tại vì nó vậy cho nên tôi mới vậy, chứ khi khổng hay không tôi chửi nó à. Đó là những lý do mà chúng ta không bớt phiền não. Chúng ta cứ chối bỏ đi cái sự nóng giận của mình, cái bản tính của mình là phiền não, là gốc đưa tới phiền não, mà chúng ta chối bỏ nó, chúng ta không chấp nhận nó, thì điều này thưa với lại quý vị, chính mình đã bị tổn thương. Mình chối bỏ nó là mình đã tự làm tổn thương mình, và chúng ta cũng làm tổn thương người khác. Chúng ta không có cái chí hướng thiện, chúng ta trở thành những kẻ nguy hiểm, ù lì, cực đoan. Cho nên dần dần sẽ đi tới những trạng thái xử lý những việc không có còn bình tĩnh nữa. Nếu như mình có quyền một chút, mình có tiền một chút, thì sẽ rơi vào trong cái trường hợp là thuận ta thì sống, nghịch ta là chết. Rồi có ai đó khuyên can thì mình lập tức mình ngụy biện tánh tôi như thế đó, ai chịu không chịu thì thôi. Có khi nào chúng ta nói câu này không mấy bác? Có hả? Có không? Có hết. Thầy còn có, đừng nói chi quý vị. Tức là hễ mà ai mà can thiệp vào nói đó, chúng ta cảm thấy mình chối không được cái tánh nóng giận của mình, thì bắt đầu cuối cùng mình đổ lì tôi vậy đó, ai chịu chịu thôi. Thích thì ở đây, còn thích thì bấm nút biến. Quý vị thử nghĩ xem, nếu như cái cách cư xử của mình được đặt ở trên cái dòng suy nghĩ cực đoan như vậy, thì cái cảnh của chúng ta đi tiếp tục là cảnh nào?
cảnh giới chúng ta đi tiếp tục chắc chắn không bình an, mà nó là những nơi thường xảy ra sự đấu tranh, hơn thua hận thù, hay nó khác hơn, tức là đường chúng ta đi đang dẫn tới cảnh giới Atula. Cho nên quý vị thấy, một khi mà chúng ta không làm chủ được cái cơn nóng giận, nó phát tiết ra ngoài cũng làm khổ người, mà nó ẩn tàng lại bên trong, che giấu dưới những hình thức này hình thức khác, thì chúng ta lại là cái người nguy hiểm cực kỳ. Cho nên thường dẫn đến những trường hợp là có thể giết người và có thể tự sát. Nóng giận nó nguy hiểm như vậy đó. Chúng ta có thể giết người trong khoảnh khắc, trong chớp mắt, và chúng ta cũng có thể kết liễu cuộc sống của bản thân mình khi chúng ta không biết cách hóa giải cái cơn nóng giận của mình. Cho nên nóng giận được châm mồi do động lực chúng ta muốn chối bỏ, muốn gạt phăng và đi đến chỗ hủy diệt. Chúng ta không chấp nhận cái gì hết. Rồi chúng ta tự trách mình là tại sao mình lại sống trong cái cảnh này, trong cái nhà này, gặp những con người này. Hỏi những câu đó chúng ta giải quyết được vấn đề gì đâu. Chẳng bao giờ chúng ta đi đến điểm kết thúc với một lời giải đáp đem đến sự hoan hỷ cho mình. Mà mỗi một ngày chúng ta đổ thêm dầu mồi cho ngọn lửa của sự trách hờn, tham dục nó leo thang. Cho nên nếu không biết kiềm chế thì cảnh giới của chúng ta liên quan sắp tới đó là cảnh giới của địa ngục, một trạng thái cực kỳ đau khổ, và chúng ta luôn ở trong tâm lý sợ hãi bởi cái nóng giận của mình. Quý vị đừng có tưởng tượng, đừng có nghĩ rằng là những cái anh chàng mà to con nóng nảy như vậy ảnh không sợ hãi nha. La làng la sớm ì ì, chứ thực ra khi quay trở về một mình những con người này rất là sợ hãi. Sợ hãi những hành động của mình đã làm, nhất là những cái cơn nóng giận không kiểm soát được. Tại vì có những người đã đến chùa thầy sám hối, họ tâm sự. Mà quý vị biết những người này họ rất là thành đạt, và họ kể lại cho thầy nghe là họ trong thời gian của quá khứ đi làm ăn để kiếm tiền, có lúc họ rất là cực đoan, sát phạt với nhau, hãm hại người khác bằng nhiều thủ đoạn. Và họ sợ quả báo bởi hành động của họ, trong đó có những hành động không kiểm soát được cơn nóng giận, đưa tới sự tổn thương và có người đã tự sát chết vì mình. Tự nhiên những con người hùng hổ như thế, đầu đội trời chân đạp đất, tay trắng gầy dựng nên sự nghiệp, vậy mà lại hoang mang lo sợ cái quả báo đến với mình. Chứ đừng có tưởng những người này là họ lì rồi họ liều, họ vẫn sợ. Cho nên cái tính chất sợ hãi hay là cái cảm giác của chúng ta bị những cái cơn nóng giận nó khống chế, thì nó được ví giống như là một con thú dữ bị dồn vào trong góc tường. Khi nó lùi tới chân tường, nó sẽ có phản ứng mãnh liệt của lần cuối tung ra tìm cách để thoát thân. Thì quý vị nghĩ xem cái cơn nóng giận đó nó sẽ đưa tới hậu quả như thế nào. Cho nên nóng giận có một năng lực phải nói kinh khủng. Nếu như mình cảm thấy bị đe dọa và hoảng sợ, cảm giác đau đớn đó nó sẽ tăng lên cho đến khi bùng nổ, cũng giống như là một con mãnh thú bị dồn vào trong chân tường. Dân gian thì có câu chó cùng cắn dậu, tức là mình dí con chó, nó tới cái chỗ đường cùng thì nó đụng cái gì nó cắn cái nấy. Thì cũng vậy thôi, cái cơn nóng giận mà làm cho chúng ta không có phát tiết ra bên ngoài, mà khi mà bị đè nén, khi bị dồn ép, tới một lúc nào đó nó sẽ bộc phát. Nó bộc phát lên làm cho người xung quanh sẽ hãi hùng. Có một gia đình nọ mà xảy ra một bi kịch có thể nói hết sức là đau lòng. Đó là cái đứa con gái út ở trong nhà
rất là hiền. Thì trong cái nhà đó có hai vợ chồng với lại ba đứa con. Thì cái người con gái út này đó luôn chịu cái cảnh thiệt thòi, tại vì cha mẹ thì lại thương con trai hơn thương con gái, mà cô con gái út này thì lại hiền lành, đạo đức, chỉ biết đi làm kiếm tiền về giúp gia đình thôi, không nghĩ gì tới cá nhân mình hết, mà lo cho hai anh trai này đủ thứ mọi chuyện hết. Mà hai người anh trai thì chỉ có chơi bời lêu lỏng, đua xe, cá độ bóng đá, rồi thậm chí dính líu tới đập đá, đập đầu gì nữa. Mà cứ như thế ngày này qua ngày khác, cha mẹ thì ép cái cô con gái út này, cái cô này chỉ có biết khóc thôi. Tức là ngoài cái vấn đề mà đi làm cực nhọc để kiếm tiền về, còn bị mắng chửi, bị đánh đập, bị đe dọa, cái cô này chỉ có khóc. Thân bé nhỏ nữ lưu mà làm được cái gì? Chỉ có biết trách trời trách đất là tại sao ba mẹ không công tâm, thương con thương không đều, mà cổ cứ nhẫn nhịn như thế. Thể mà cổ lên tiếng nói mày là em mà mày không biết nhịn anh. Quý vị biết, cho tới một lúc cô này cổ không kiểm soát được cái nỗi oán hận ở trong lòng, cổ tự hành hạ cái cơ thể của cổ, là cổ lấy dao cổ rạch người cổ, rạch nát từ ở trên đầu xuống tới dưới chân. Cha mẹ không hay không biết gì, tới chừng biết phát hiện ra cũng chết rồi. Cái chết oan nghiệt kèm với một lá thư tuyệt mệnh. Con hành hạ cho tận cùng nỗi đau thân xác này, để kiếp sau có gặp lại ba mẹ và hai anh, con đủ sức chịu đựng. Quý vị nghĩ xem, người chết thì đã chết, nhưng cái nỗi ám ảnh đó để lại ở trong lòng cái người còn lại nó đau lòng ghê gớm. Thầy tưởng tượng một cái người con gái yếu ớt có 25, 26 tuổi mà làm cô giáo nữa chứ. Vừa làm cô giáo rồi đi làm gia sư, phụ dạy kèm cho tới mức mà cồm cõi để đem tiền về phụ cho gia đình, không hề biết cái gì, mà còn bị cha mẹ mắng nhiếc chửi bới, bị anh đánh đập hành hạ đủ thứ hết. Cha mẹ không có một lời binh vực. Đợi tới khi đứa con gái này chết rồi, kèm với một lá thư tuyệt mệnh như thế, mọi người mới hối hận đi tới chùa nhờ thầy làm lễ cầu siêu giùm. Thầy nói siêu gì nổi, thầy còn oán hận đừng nói chi con gái của bà. Mà quý vị nghĩ, chết một cách đau đớn vậy tâm sao nó an? Tâm không an thì cận tử nghiệp đó rất nguy hiểm. Cận tử nghiệp sân hận sẽ đưa tới những cảnh giới của sân hận, làm sao cái vị này siêu thoát được? Đi cúng đi bái gì lùm xùm hết, mà gia đình bị ám ảnh. Đi ngang phòng để thấy cô này cũng ngồi, cũng ôm mặt khóc. Tức là người đứa con này chết cả năm rồi, mà đi ngang phòng là nhìn vô là thấy trong phòng cô này cũng ngồi ôm mặt khóc. Ban ngày hay ban đêm gì cũng vậy, bước vô thì thấy mất cái bóng rồi, và đi ngang nhìn vô là thấy ngồi ôm mặt khóc. Con đau lắm, còn nghe tiếng rên nữa, con đau lắm mẹ ơi. Trời, thầy nghe thầy ghê quá, mà rước thầy tới cúng vong chứ. Thầy là dân sợ ma, sao thầy dám đi? Trời, kiểu này thôi chết. Tới mời thầy đi cúng mà thầy đâu có quen đi cúng quý vị. Thầy chỉ đi giảng thôi chứ thầy đâu quen đi cúng. Mà một hai không biết ở đâu mà đồn nó thầy cúng linh dữ lắm. Thầy cũng phải sắp xếp thầy đi tới gia đình để thầy cúng. Thầy đâu có biết cúng cái gì. Thầy đâu phải giống như thầy Trấn ở đây là giỏi nghi lễ.
Thầy chỉ tới đơn giản, thầy đứng trước bàn thờ đó, thầy nói chuyện với cái cô đó, với hương linh cổ. Thầy nhìn vô cái tấm hình đó, thầy mới nói không ai chọn cha mẹ để sinh ra. Tất cả đều là do nghiệp mà mình làm con người này, mình làm em người kia. Cái nghiệp đó kết làm quyến thuộc ở trong cái dòng sanh tử này, không chọn lựa được thì phải chấp nhận với một tấm lòng hoan hỷ. Đã đến rồi, đã đi rồi thì đừng vướng bận gì hết, đi cho thanh thản, ở cho bình an. Tất cả những oán hận sẽ là gông cùm xiềng xích mình lại, bước chân mình sẽ nặng nề hơn. Tất cả những nỗi gian truân đó đều là nghiệp mình tạo ra. Tại sao mình không sanh ra ở một gia đình cha mẹ đạo đức, công tâm? Tại sao không mình không sanh ra làm em của những người anh biết thương, thương quý em gái của mình? Đó là nghiệp. Đừng bám víu vào những nỗi oán hờn, đừng trách móc, đừng nắm vào những tâm lý giận dỗi nữa mà khổ đau thêm. Thầy chỉ biết nói đơn giản mấy phút vậy thôi, rồi thầy tụng ba biến chú Đại Bi, tụng Bát Nhã, rồi cũng bài đặt biến thực biến thị chân, không gõ cốc cốc chen chen, rồi xong cuốn gối dông, chứ thầy sợ ma gần chết đâu dám ở lâu. Mà quý vị biết khi thầy nói chuyện hết, thầy nổi ốc hết trơn, thầy đứng đó. Thầy cứ tưởng tượng cái cảnh cái cô này, cô rọc thịt rọc, rồi cô cầm lưỡi lam, cô róc người cổ mà. Cô rạch nát hết những cái người của cổ để cô chết. Đúng là có những con người khi hiền thì hiền như cục đất, nhưng khi bộc phát những cái cơn phẫn hận, nóng giận, không kiểm soát được, ai dám làm? Quý vị dám làm không? Thầy là không rồi đó. Kiểu gì kiểu đó là không dám, xin lỗi bác sĩ mà tiêm thuốc thầy thì còn sợ, thầy đau thì cũng sợ, mà đằng này trộn lấy lửa lên rọc một cái tưởng tượng ghê quá. Cô này đúng là can đảm. Đau đớn đó nó sẽ làm cho con người ta thiếu chánh niệm, và cái nỗi oán hận đó sẽ kết thành một cận tử nghiệp xấu. Tiến trình tái sinh của cô đó không có gì đẹp, cho nên làm sao siêu thoát được? Thầy đâu có biết làm gì, thầy đâu có biết bất ấn bất đồ giống như thầy Chấn ở đây đâu. Thầy chỉ biết lên tới thầy tâm sự loài chim biển với lại cái vong linh đó thôi. Thầy còn nhắn cầu nữa, tới đây là hết duyên nha con, đừng theo thầy. Gặp nhau ngắn ngủi tiếng hồ thôi, đừng có đeo mang nữa, khổ lắm. Thầy cũng nói vậy đó, thầy nói ngay bàn thờ vậy. Thầy nói để mà thầy trấn an lại cho thầy đừng có sợ, trời ơi. Vậy mà không hiểu sao, từ đó cái gia đình cũng không thấy cổ nữa. Không thấy, rồi lâu lắm cái bà mẹ mới nằm mơ thấy cổ mà rất là đẹp, rất là vui vẻ. Là tới hỏi thầy làm sao, thầy nói không biết. Nhưng mà thấy không có đau khổ nữa là, rồi, ngon rồi đó. Tự nhiên nổi tiếng đi cúng vong. Mà có biết cúng cái gì đâu. Ở đây thầy kể quý vị nghe cái câu chuyện đó không phải là để chúng ta vui đâu, để mình thấy được cái cách cư xử của con người khi mà không khống chế được nóng giận. Ai không có nóng giận? Khi gặp người khác nóng giận, đừng bao giờ đổ dầu thêm vào lửa. Mình thì nhiều khi mình dở lắm, mình thấy hai người đang gây với nhau, hoặc là người này đang giận người kia về chửi đổng, ông nhịn được chứ còn gặp tôi còn khuya. Thì nó có kiểu đó rồi, ông này em xách dao đi giết người rồi, phải không? Nó mày mà nhịn nó được hay ha, chứ tao là không có đâu. Nói chi những cái câu nói đó để cho cơn giận lại bám thêm lửa, bởi cái dầu xúc tác do cái lòng của chúng ta thiếu chánh niệm. Mình gặp một người nóng giận, mình phải bình tĩnh. Mình phải bình tĩnh mình mới có thể cùng đi với họ được, mới có thể hóa giải được họ. Cho nên khi mà chúng ta nóng giận, chúng ta phải tự kiểm soát mình. Gặp người khác nóng giận, mình cũng phải tự kiểm soát mình và kiểm soát người khác, để cả hai
phải chuyển hóa cái năng lực của nóng giận sang chiều hướng của thông cảm. Nếu không có thông cảm thì năng lực của nóng giận này sẽ biến chúng ta trở thành những con người vô cùng nguy hiểm. Chúng ta có thể đe dọa người khác. Và quý vị biết cái cảm giác đó nó sẽ dồn chúng ta đi tới những cái chỗ cư xử không có tốt. Cái này cả hai phần, từ cá nhân cho tới truyền thống văn hóa. Đối với cá nhân của mình là đạo đức. Đạo đức của con người, khi chúng ta nóng giận chúng ta sẽ không biết đạo đức là gì đâu. Quý vị thấy có nhiều người làm những cái nghề rất là danh giá, nhưng mà khi nóng giận lên cũng không kiềm chế được, cũng chửi lộn, ì xèo, cũng có những cái cách cư xử với nhau rất là tệ. Đó là thuộc về cái cá nhân. Còn thứ hai là về truyền thống, tức là cái đạo đức, cái văn hóa của con người. Mình là người phụ nữ thì đa phần người ta nhìn mình với ánh mắt là dịu dàng, phải không mấy o? Đó, rứa mà mấy o cứ nói chuyện mà nghe con mắt thấy tròng trắng không thấy tròng đen, trợn lên trợn xuống thì thôi chết rồi. Ông chồng ông cưới vợ là ông mong cưới được một nàng tiên hiền lành, chứ ai mà can đảm rước con chằn về nhà, phải không mấy anh? Ông tin hỏi mấy anh này coi, mấy ông này coi. Vậy mà tự nhiên về nhà có chồng thời gian cái biến thành phù thủy hết. Thầy có hỏi mấy chị đó, thầy nói sao mà sống sao, tu sao mà chồng con nói con càng ngày càng hung dữ sao vậy, kỳ vậy con? Mấy người đệ tử chùa thầy, thầy mấy vị Phật tử nói thầy không có chồng thì em có biết đâu thầy, khổ lắm, làm lương không thấy, không hề thấy lương bổng là gì đó, thậm chí còn về nhà kiếm thêm tiền để bù cho những cuộc trà dư tủ hậu. Con hỏi thầy hiền nổi không? Chưa, 11 giờ đêm rồi, có người gọi điện thoại tới mà ổng đã xỉnh rồi. Con mới bắt điện thoại lên con nghe alo, thì bên kia không biết ai, giọng người đàn bà: chị cho em mượn chồng chị 3 ngày được không? Con hỏi thầy có nổi điên không? Quý vị vỗ tay là sao vậy? Rồi bắt đầu tới màn khác. Năn nỉ: ông nói thiệt cho tôi nghe đi, tôi tha thứ cho ông, ông đã lầm lỡ với ai, ông đã quen ai, ông cứ nói cho tôi nghe đi, tôi sẵn sàng tôi tha thứ cho ông, chỉ cần thành thật khai báo. Thầy hỏi rồi chồng có khai không? Nó có. Và thầy hỏi rồi khai ra là có bình yên không? Không. Vậy thầy khai làm gì? Tức là muốn ông chồng phải nói thiệt cho mình nghe. Mình nghĩ mình sẵn sàng bao dung nha, dễ thương lắm, mẹ hiền mà. Đó. Nhưng mà khi chồng nói rồi bắt đầu nó ấm ức, cái cục tức nó nghẹn lên tới cổ nè. Bắt ông chồng khai, ông chồng khai cho đã, hứa tha thứ, cuối cùng tha không được. Nó, thầy mới nói với cái chị đó, thầy nói con khờ lắm, tốt nhất nên chấp nhận 50-50. Cứ giả đò ngó lơ đi, ít ra chúng ta còn 50% bình yên trong cõi lòng này. Chứ để khi bắt ông chồng ông khai ra, ông khai hết ra, tức không? Vừa tức vừa buồn mà vừa hận. Tôi ri nè, mà tôi bị bạc đãi, tôi bị bỏ rơi đó, tôi đã lầm. Rồi những ngày tháng còn lại quý vị thấy khổ không? Từ giận dữ này cho tới nóng giận khác, không kiểm soát được tâm lý. Rồi bây giờ quý vị bực chồng, quý vị đổ cho ai? Con cái, phải không? Tại vì mấy đứa nhỏ nó vô chùa nó kể cho thầy nghe mà. Nó nói trời ơi, mỗi lần mà gây lộn là tụi con phải né hết, sợ văn miễn. Mấy đứa nó phải đi vô chùa tị nạn thời gian, ở vài ngày. Mỗi lần mà ba mẹ nó gây lộn nhau là nó phải trốn hết. Tức là đổ ra không được với ai là trút hết cho con cái. Quý vị thấy khổ không? Rất là khổ. Cho nên cái trạng thái tâm lý đó nó sẽ làm cho con người càng ngày càng mất đi nhân cách. Đó là thuộc về cá nhân. Và thứ hai,
về văn hóa, về truyền thống đạo đức. Càng ngày chúng ta càng bị sa đà, không kiểm soát được. Ai mà không giận khi người thân của mình phản bội? Đó, trên đường thầy đi tới đây nè, có một người gọi điện thoại cho thầy, tin nóng hổi nha quý vị, đây mới gọi là thời sự. Có một vị Phật tử đó, không có quen mà gọi hỏi phải thầy không? Thầy nói phải, thầy hỏi có chuyện gì không? Cái cô này mới nói con xin ý kiến thầy. Tức là con lập gia đình 2 năm rồi, bây giờ con đang mang thai 4 tháng. Mà bây giờ con phát hiện ra chồng con đang quan hệ với người yêu cũ. Họ đã quen với nhau 15 năm rồi, nhưng mà không đến với nhau được. Và cô kia định cư ở Mỹ, rồi chúng con mới gặp nhau. Sau thời gian tìm hiểu rồi tiến tới hôn nhân đã 2 năm rồi. Bây giờ con phát hiện ra ảnh cứ chối quanh, bây giờ ảnh đang xin visa để qua Mỹ để thăm lại người tình cũ. Bây giờ con phải làm sao? Trời, quý vị thấy không, trong chùa nhiều khi muốn tịnh tu cũng khó lắm, toàn là chuyện ngoài đời không. Đem tới phải hỏi ai? Đi hỏi ông thầy. Ông thầy cũng làm gì có kinh nghiệm. Nhưng mà quý vị biết, thầy thông cảm cho cái người hỏi này, họ hoàn toàn cô đơn. Những chuyện này dám nói với ai? Phải không? Chắc chắn là gia đình họ phải là một gia đình danh giá, hoặc là chồng, hoặc là họ, hoặc là gia đình họ phải có một vị trí trong xã hội, cho nên đâu dám nói với bạn bè. Mới hỏi thầy như thế, bây giờ phải làm sao? Thầy mới khuyên, thầy nói con ơi, hãy giữ cái thiện chí, đàm phán với chồng. Cứ mời anh, rồi nói chuyện với anh một lần. Nếu như những niềm vui bên ngoài mà anh thấy nó quan trọng, không bỏ được, thì anh hãy cứ giữ. Còn nếu như vợ con ở nhà không thể bỏ, thì anh phải giữ gia đình lại. Phải chọn một trong hai, chứ không thể nào mà vừa muốn có gia đình mà vừa tham lam muốn có cả người tình. Cái này đàn ông hay vướng vào cái bệnh đó, ghê gớm lắm. Mấy ông dẻo miệng lắm, cho nên mấy bà thường là bị sập bẫy. Đàn ông 5-7 lá gan mà, lá ở cùng vợ, lá toan cùng người mà, phải không mấy anh? Đây, nhân chứng sống đây. Trời, mấy ông nhìn đắm đuối. Tự nhiên thầy thấy tội nghiệp cái cô đó quá. Thầy mới khuyên cổ là nên mời người chồng tới nói chuyện rõ ràng. Em có thể chấp nhận cho anh có những cuộc vui bên ngoài gia đình, nhưng anh phải xác định rõ lại, có cần gia đình này không? Có cần em và đứa con 4 tháng tuổi trong bụng này không? Nếu người chồng có suy nghĩ, thì mình nên cho một cơ hội tha thứ. Còn nếu như người chồng mà không bỏ được người tình, tốt nhất đau một lần thôi. Phải không quý vị? Quý vị chấp nhận giải pháp này không? Làm sao cái người đàn ông này có thể làm điểm tựa cho mình và con của mình trong lúc mình đang mang thai mà còn đối xử với mình như thế? Mai mốt đẻ ra 3-4 đứa, lúc đó muốn chết cũng không được nữa, con muốn rút chân ra cũng không được. Thầy mới hỏi cái cô đó, thầy hỏi thật sự bây giờ con có cần người chồng này không? Nó dạ con cần. Thầy mới hỏi là con cần về tình cảm hay là con cần về vật chất? Cô nói dạ không, con chỉ cần về cái tình nghĩa thôi, chứ còn vật chất con không cần. Thầy nói như vậy thì con cứ nối kết bằng trái tim chung thủy của một người vợ, nói với chồng khuyên can. Thì người chồng này có quyền lựa chọn, coi như đây là một cuộc chơi. Anh chọn một là gia đình, hai là người tình, chứ không có kiểu mà lu bu đi tới đi lui. Quý vị đồng ý không? Đó, mấy ông nghe cho kỹ nha. Một là yes, hai là no, chứ không có cái chuyện mà lương ương lộn xộn. Trời, quý vị nghĩ xem, phụ nữ trái tim mong manh lắm, dễ tan vỡ lắm. Đàn ông rất có nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời, nhưng phụ nữ bồng một đứa con trên tay, xin lỗi, rất khó. Rất là khó để họ làm lại cuộc đời, trừ những con người chai lì cảm xúc và liều mạng thôi.
Chứ còn nhìn đứa con là nhớ tới mối tình xưa, lòng của họ đau khổ vậy. Đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Dĩ dầu tình có dở dang, thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp về. Quý vị thấy khổ không? Đi lấy chồng ở bên kia xong rồi đó, mà phải năn nỉ chồng. Năn nỉ chồng tại đâu phải làm dâu cho một hai người, làm dâu cho cha mẹ chồng, rồi thêm một cái đám em chồng, đứa nào mỏ nó cũng nhọn liễu. Thân phận người phụ nữ khổ vậy đó, chỉ có nương vào tình cảm của chồng thôi. Xin chồng thương mình. Nếu mà tình dở dang, chồng không thương nữa thì cho gọi đò ngang để đi về với cha mẹ của mình. Cái này thầy nói hoàn cảnh phụ nữ ngày xưa nha, chứ còn bây giờ xin lỗi, nó không cần, nó xách gối đi, quỷ này theo năn nỉ nó gần chết. Trời vỗ tay cười ghê vậy con. Cho nên mấy anh là phải sống cư xử làm sao cho nó có đạo đức. Thầy thấy cái cô nãy cô gọi điện cho thầy, cô nói chuyện mà cô khóc, tự nhiên thấy thương quá. Con mới nói, thầy mới nói thôi, con cứ đề nghị gặp chồng con và con nói chuyện một lần thôi, rồi nên giải quyết mọi chuyện nó tốt hơn trong cái tình cảm của con người, nếu có thể tha thứ được, còn không thì thôi. Hôm nãy thầy hỏi cổ đó, thầy hỏi con có thể chấp nhận được chồng con có những niềm vui bên ngoài, vừa có gia đình vừa có người tình không? Làm gì chấp nhận được? Cái cô đó cô nói con không nói tiếng nào mà tự nhiên trong lòng con nó đau lắm thầy. Con chưa hề nói cho chồng con nghe một câu nào, chưa hề lớn tiếng, chưa hề trách dỗi hờn gì hết. Nhưng mà một tháng nay con bất an lắm, con ngủ không được, con lo lắng, con quan mang. Những người phụ nữ phải nói rất là đau khổ. Vậy mà mấy anh này lại cứ tung tăng bên ngoài, không biết trong những phút giây vui vẻ đó có một góc nào trong trái tim nhớ lại người vợ của mình quạnh hiu ở quê nhà không? Không biết có không? Bây giờ hỏi người vợ không oán hận, biểu họ đừng oán hận chồng, được không quý vị? Nói cái cô đó, cô nói con tụng chú Đại Bi con tụng cũng không được, con niệm Phật con niệm cũng không được, mà con cứ trong lòng con cứ không biết bây giờ phải làm sao đối với cái người chồng càng ngày càng gian dối này. Người chồng thì cứ nghĩ rằng là vợ không biết cho nên mới làm, chứ nếu mà nghĩ rằng biết vợ mình biết có dám làm không? Đố mà dám. Trời ơi, giỡn mặt với bà hả con? Đừng chọc giận ngoại nha, đụng tới dòng họ ngoại là tới số. Cho nên quý vị thấy đó, chúng ta thường tìm cách loại bỏ sân hận bằng mọi giá. Vì sự trải nghiệm, chúng ta phải hiểu được mãnh lực của nóng giận, nó rất lớn, sức mạnh của nó là vô biên. Cho nên chúng ta phải loại bỏ nó. Một trong cách loại bỏ mà thông thường nhất và cũng sai lầm nhất của chúng ta là đè nén. Chúng ta cứ nén giận xuống, chúng ta cứ đè cái giận xuống. Cái sai lầm của chúng ta là đè nén cơn giận mà không biết cách hóa giải. Cho mình chịu đựng có hạn thôi, chứ có những lúc mình sẽ không chịu đựng được thì chúng ta làm gì? Không ai lường được. Nó những vụ án quý vị đọc nhan nhản trên báo đó, những người rất hiền lành chỉ trong khoảnh khắc không kềm nén được cái cơn nóng giận là trở thành kẻ sát nhân. Dở một tờ báo ra thôi, mỗi một ngày chúng ta sẽ thấy có một vài sự kiện về con người của chúng ta không kiềm hãm được cái cảm xúc do nóng giận nó gây ra, để đưa đến những hậu quả không thể lường được, thưa quý vị. Cho nên chúng ta nhồi nhét cái cơn nóng giận, hay chúng ta đè nén cái cơn nóng giận xuống, hoặc giả là chúng ta xấu hổ, chúng ta mắc cỡ, không chịu thừa nhận cái cơn giận, thì đây là một cách sai lầm đưa mình đi vào trong bế tắc và cuối cùng trở thành kẻ bạo động. Tức là chúng ta bạo động từ lời nói cho tới hành động.
cứ lách chách nói tối ngày, đụng ai cũng chửi cũng mắng, cũng trách cũng móc. Nó càng ngày cái cơn giận này càng làm cho chúng ta tồi tệ hơn. Cho nên quý vị thấy, bản chất tự nhiên của con người đó là luôn đối đầu. Mình im lặng như vậy không phải là qua chuyện đâu, phải không quý vị? Nhất là mấy cô, một ngày phải làm bao nhiêu công chuyện không tên ở trong gia đình từ sáng tới tối. Mình biết mệt chứ, nhưng mà người thân của mình không có hiểu, rồi cứ là bắt mình phải làm thế này làm thế kia và buộc mình phải chịu đựng. Cho nên mình im lặng. Mình im lặng như thế không có nghĩa rằng chúng ta hết buồn, chúng ta hết giận và chúng ta sẽ cho qua. Cho nên cách đè nén nó không phải là giải pháp, vì chúng ta chưa quá giải được, chưa quá giải được cơn nóng giận. Bây giờ quý vị ngồi một chỗ, quý vị ôn lại quá khứ coi, mình sẽ hiểu được rằng tại sao có những con người 10 năm mình gặp mặt mình không chào, mình không nói chuyện. Tại vì mình cứ nhớ tới cái tổn thương mà họ gây ra cho mình, cái phiền não mà họ đã làm cho mình. Cho nên gặp mặt họ mình đâu thèm chào, không thèm nói chuyện. Tại vì chính thầy, thầy chứng kiến nè, có một nhóm Phật tử đi tới chùa thầy, đi tới thăm thầy xong rồi đầu cái có một nhóm thứ hai đi tới. Thầy không hiểu sao tự nhiên có nhóm thứ hai vừa tới cái nhóm kia lật là có đi về, có đi về, đi về. Mà đi ra đụng mặt cái kịch. Rồi cái bà này bà thúc cái bà kia một cái. Thầy nói, ủa sao kỳ vậy? Thúc cái bà kia bà chúa nhủi. Mà bên cạnh cái thúc đó là một cặp mắt sắc bén, liếc cái nó ngọt như dao cạo. Đâu qua được mắt thầy. Thầy hỏi vụ án gì vậy con? Trời, thầy hỏi nhẹ nhàng vậy mà như là giọt nước cành dương rưới xuống ngọn lửa hận thù. Thầy hỏi chuyện gì vậy con? Thôi, để thầy tiếp khách quý đi, thầy tiếp nhà giàu đi, con nghèo con đi về. Thầy nói cái này không được nha, giận cá chém thớt là không được nha. Ngồi xuống. Chuyện gì? Không ngồi xuống, đứng lên đi về, ngoe ngoải vậy đó. Thầy thôi chứ làm gì. Cái thầy mới hỏi cái người mà đi tới sau, cái nhóm tới sau, thầy hỏi chuyện gì vậy? Thầy cái người đi tới sau đó mới kể cho thầy nghe là hồi xưa hiểu lầm, gây lộn với nhau. Họ là hai người bạn thân cùng bán giải với nhau trong một cái chợ. Rồi bỗng dưng mối của người này chạy qua bên cái sạp của người kia, thế là hiểu lầm với nhau. Thì cái người kia nói thì con nghĩ ai tới mua, con bán 100 người bán dạng người mua, con đâu có biết là mối mang đâu, của bạn bè vậy đâu. Tự nhiên rồi nghe giành giật mối nhau, rồi gây gỗ nhau, rồi làm rùm beng hết, rồi bán sạp giải chỗ này, rồi mua cái sạp cái chỗ khác bán. Mà nó qua 10 năm rồi mà gặp mặt nhau không nói chuyện. Những lúc họp bạn bè gặp nhau cũng không thèm nói chuyện, đụng nhau cái kích một cái, liếc một cái. Thầy mới biết được cái sự tình đó như vậy. Sau đó thầy gặp lại cái cô kia. Trời ơi, thầy đâu có tha. Thầy kêu tới thầy hỏi, thầy hỏi lý do tại sao mà ăn nói mà kỳ cục vậy, mà nói là thầy tiếp nhà giàu đi, con nhà nghèo không tiếp. Thầy nói giàu nghèo gì không chết, phải không quý vị? Giàu cũng bệnh, cũng phiền não, cũng chết, mà nghèo cũng vậy thôi. Giàu nghèo gì cũng đi một đường ra đồng quan thôi, chứ không có đi đâu khác hơn hết á. Rồi thầy hỏi rồi những lúc nói ra những câu đó, rồi lòng của con có thanh thản không? Có vui không? Có bình yên không? Thầy ngồi im lặng mới nói con cũng biết, nhưng mà nhiều khi con không kiểm soát được, không kiềm chế được. Thì thầy nghĩ tâm lý chung, khi chúng ta không phản ứng được mạnh mẽ thì bắt đầu chúng ta theo kiểu bắn lẻ, bắn tỉa. Cái kiểu nói bóng, nói gió, nói hành, nói tỏi thì đây là nghề rất giỏi của mấy o. Đàn ông người ta làm bụp 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 rầm rầm mà người ta nói vài ba câu xong thôi à.
Còn đàn bà rỉ rả nó hoài, mấy chục năm cũng còn nói. Phải không mấy cô? Cho nên muốn thành Phật quý vị phải chuyển qua thân nam á. Cái kiểu mà kim chỉ xà bông đá lửa, kiểu đó là khó giải thoát lắm. Cái lòng của mình nó cũng ảnh hưởng bởi cái công việc. Tại vì người phụ nữ là thường là tỉ mỉ với cái chuyện bếp, chuyện nuôi con, chuyện nấu ăn, chuyện đi chợ. Cho nên phải toan tính sao cho nó chu đáo đời sống gia đình. Chính vì lẽ đó nó cũng đúc kết nên một người phụ nữ hãy tỉ mỉ chừng nào thì càng khó tha thứ chừng nấy. Đúng là như vậy. Những người phụ nữ mà ào ào, thực chất họ rất dễ tha thứ, họ nắm lên họ buông xuống được. Còn những người mà lâu lâu khẽ một câu, sao gặp lại người xưa có vui không vậy ông? Đó. Mấy cô có từng nói câu này không? Lâu lâu mình bỏ rơi một cái gì đó, một câu vậy nghe cho nó thấm. Quý vị biết tại sao thầy biết không? Cảnh nó diễn ra ngay trước mặt thầy ở chùa thầy chứ đâu. Hai anh chị này là Phật tử chùa thầy lâu rồi, thầy đang tiếp thì bỗng dưng có một người Phật tử khác đi tới chào thầy. Thầy thấy hai người này đứng lên nhìn cái cô kia mà cái cảm xúc của hai vợ chồng hoàn toàn khác nhau. Ai cũng bối rối hết, người chồng thì bối rối cái kiểu khác, còn cô vợ thì bối rối cái kiểu khác. Xong rồi cái cô kia, cái cô mới tới sau đó, cổ cũng chợt nhận ra hai vợ chồng anh này. Té ra họ quen biết với nhau đã hai mươi mấy năm trước, nhưng mà không có liên lạc nữa. Cái cô này ở nước ngoài, tình cờ cổ về, cổ tới cổ thăm thầy, cổ cảm ơn thầy này kia. Nhưng mà không ngờ gặp lại người xưa. Trời ơi, nó mới khổ chứ. Nó gặp ngay cái chùa thầy. Trời ơi, phải gặp ngoài chợ đi, nó đỡ hơn gặp ngay chùa thầy. Thầy đứng ở giữa, thầy bối rối vô cùng. Thì cái chị kia ở nước ngoài, chị có vẻ tự nhiên hơn. Chị nói lâu quá mới gặp anh khỏe không? Rồi cái gặp chị này, cái hỏi khỏe không chị? Thì chị này trả lời khỏe lắm. Mình nghe cái âm điệu không là mình biết cái bà này là bà đang nổi máu ghen lên rồi, bà nổi điên lên rồi. Thầy chỉ nghe cái hơi không là thầy thấy là sắp sửa bơm nổ rồi con ơi. Thầy mới nói thôi được rồi, ai khỏe rồi cũng mừng rồi, còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Sự đời như nước chảy hoa trôi mà, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Thầy đọc một cái bài thơ của tôn nữ Hỷ Khương đó, cho quá giải cái không khí căng thẳng. Vậy mà cái chị vợ kia chỉ nói con biết mà, chỉ có tình thương để lại đời mà, cho nên hai mươi mấy năm đâu có quên, phải không anh? Trời ơi, nó cay cú, nó ngọt dễ sợ. Nói xong cái phải không anh, bả còn ghê hơn kim cương trên sân khấu nữa, đai nghiến chồng một cách ngọt ngào. Quý vị thấy không? Thầy đi tu đúng là chính xác. Ở đời mà gặp phải một cái mụ vợ như thế thì con nó cắn lưỡi chết. Thầy nghe thì thầy biết, cái ông chồng ngồi im ru à. Thôi mà em, thì cũng phải thôi chứ biết làm sao đây anh. Trời ơi, thầy phải công nhận cái bà vợ này, bà ghen nghệ thuật dễ sợ. Kiểu gì bà cũng ngọt hết. Nhưng mà thầy biết về nhà rồi ông này sẽ bầm dập từng cm. Quý vị thấy không? Cái cách đè nén nóng giận không phải là phương pháp đem tới bình yên lâu dài cho mình. Những lời nói đó, những lời nói ngọt, những lời nói có cánh, nhưng lửa bắt đầu nhóm và bắt đầu bùng phát dữ dội ở trong tâm. Ai là người có thể lường được hậu quả của những ngọn lửa nóng giận này? Không ai lường được hết. Cho nên thầy nghĩ rằng cái bản chất mà chúng ta
để che giấu cái cơn giận dữ là cái bản chất của phần đông. Còn cái người mà nóng nảy bộc trực thật ra rất là ít đối với phụ nữ. Tại vì phụ nữ nó bị ràng buộc bởi cái lễ giáo. Phụ nữ là phải hiền thục, phải ngọt ngào, phải nhẹ nhàng, phải không quý vị? 9 bỏ làm 10 mà, đó mới là bản chất của phụ nữ. Nhưng mà liệu cái sự đè nén đó nó có phải là giải pháp bình yên lâu dài cho chúng ta hay không? Cho nên Đức Phật dạy, trong những trường hợp mà chúng ta hiểu ra được cái năng lực hủy diệt của cái cơn nóng giận, thì chúng ta phải nhận ra được rằng tất cả những gì chúng ta gây dựng bấy lâu nay sẽ sụp đổ trong thoáng chớp. Hãy bình tĩnh lại, dù chỉ là 1 phút thôi, nhưng 1 phút bình tĩnh lúc cơn giận nó bốc lên, 1 phút đó sẽ làm nên lịch sử. Sau 1 phút đó mình sẽ nói nó dịu dàng hơn, mình sẽ cư xử nó nhẹ nhàng, nó không có mạnh dạn nữa, là do cái cường độ của cái nóng giận nó đã giảm rồi, tức là nó hạ quả được rồi. Còn lúc mà đang nóng giận mà gặp người khác xúa vô, bà nhịn nó được, bà hay quá ha, gặp tôi còn khuya, tôi bỏ nó mấy đời rồi, cho vợ chồng ta mới gây lộn xuống người ta bỏ nhau, ghê vậy. Trong đó có thầy nữa, hồi nãy thầy xúi cô đó, thầy nói được thì cứ nắm giữ bằng cái tình cảm, bằng cái thiện chí, còn không được thì cứ buông liền ngay bây giờ, để mà chúng ta có đủ cái sự chuẩn bị cho một đứa con nó ra đời khi không có cha, một bà mẹ đơn thân. Xin lỗi quý vị, tại vì thầy đã từng nghe tâm sự của một số chị em phụ nữ, thì thầy hiểu được rằng có những người phụ nữ mạnh mẽ từ trong đau khổ, và có những người phụ nữ mềm yếu vì con cái cho nên khổ cả một đời khi có người chồng không trách nhiệm, sống lăng nhăng. Có những người mạnh mẽ cắt đứt liền, họ nói con đau khổ lắm, con buồn lắm thầy. Tình yêu còn nguyên đó mà, chẳng qua mình lầm, mình trao gửi cho một người đàn ông không xứng đáng. Tình cảm còn nguyên, nhưng mình không chấp nhận con người đó nữa, cho nên mạnh mẽ đứng lên để nuôi chồng, xin lỗi, để nuôi con. Chứ mấy người phụ nữ này kềm nén khổ, quý vị nghe thấy không? Gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ. Trời ơi, nghe thấy tội nghiệp không? Chưa đâu, con thơ tay ẩm tay bồng, tay dắt mẹ chồng đầu đội thúng bông. Trời ơi, cái bà con dâu này bà tốt quá. Quỷ dịch kia nó phản bội và còn nuôi bà mẹ chồng này. Gặp thầy là thầy tiễn vong luôn, thầy cho lên đường luôn. Quý vị thấy thân phận người phụ nữ không? Bị chồng phản bội, nuôi con mà tay nách tay bồng, tức là đẻ nheo nhóc. Cái thời xưa, quý vị thấy thời chiến tranh nó đẻ một bầy con, chồng bỏ, đã vậy còn nuôi cha mẹ chồng. Có phải nói những người phụ nữ này họ dũng mãnh dễ sợ? Nhưng mà quý vị nghe cái lời của câu ca dao đó mới thấy hiểu được cái nỗi đau xót trong lòng người phụ nữ chấp nhận khổ đau, nhưng cuộc đời của họ là một bài ca không dứt về những phiền não trong cuộc sống. Cái lời đó nó ai quán như thế nào, đâu có dám trách ai. Nó gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ, chứ đâu có nói gì tôi khổ tôi đau gì đâu, không có nói tôi buồn, không hề than. Nó can đảm vậy đó, con thơ của ông đẻ ra nè, tay ẩm tay bồng, 2-3 đứa đó, tay còn tay dẫn mẹ chồng đầu đội thúng bông, tức là đi bán bông, mà còn dẫn theo bà mẹ chồng già. Nó bà mẹ chồng già còn xách theo vỏ trầu nữa, giống bác. Quý vị thấy không, khổ không? Không hề trách móc chồng một lời nào,
lời nói như là những mũi kim xoáy vào trong tim. Khi chúng ta bình tâm để nghe, để hiểu được thân phận của con người, cho nên chúng ta hiểu được cái sức công phá, cái năng lực hủy diệt của cái cơn nóng giận, dù bạn phát tiết ra bên ngoài hay là giấu kín trong lòng, đều làm cho lòng của chúng ta bất an. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta dừng lại trong một khoảnh khắc, trong một phút giây nào đó, chúng ta sẽ giảm bớt đi những cái tạo nghiệp. Mình cũng còn buồn, mình cũng còn giận đó, nhưng mà sau một phút chúng ta nói nó nhẹ hơn, chúng ta làm cái gì nó cũng nhẹ hơn, thì cái nghiệp của chúng ta tạo ra nó cũng nhẹ hơn. Chứ còn ngay lúc mình nóng giận mà mình phản ứng ngay thì không thể nào chúng ta tìm được bình yên. Cái phút giây mà làm nên lịch sử đó, trong lúc chúng ta bình tĩnh, chúng ta dừng lại đó, cái đó gọi là chánh niệm. Đạo Phật gọi là chánh niệm, tức là chúng ta suy nghĩ đúng đắn. Giận để làm gì đây? Chúng ta chửi người kia để được cái gì đây? Chúng ta đánh người kia để được cái gì đây? Chúng ta trút hết giận hờn này lên người đó để mình được cái gì đây? Khi chúng ta đặt ra những câu hỏi đó trong một phút đó, chúng ta dừng lại, có nghĩa rằng bạn đang có chánh niệm. Chứ không phải đợi tới ngồi xếp bằng, mắt liêm diêm, tay lầm chuỗi, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật mới là có chánh niệm đâu con. Cơn nóng giận nó có đợi tới khi chúng ta ngồi lần chuỗi niệm Phật nó mới đào tới không? Đâu có. Ngay trong gia đình mình, ngay trong lúc bạn đi kiếm tiền, ngay trong lúc mình đối diện với người thân phản bội, đang lúc chúng ta gặp những cảnh phũ phàng, cơn giận nó bùng phát, thì chúng ta phải tập chánh niệm ngay trong cuộc sống của mình ở mọi lúc mọi nơi. Chứ không phải đợi tới quỳ ở trước Đức Phật, không phải tới lúc mà đeo cái đai đạo tràng Bát Quan Trai này đó là mình mới giữ chánh niệm. Mình giữ chánh niệm ngay nơi lúc mình đang giận chồng, đang lúc mình bực mình với con, đang lúc mình khó chịu với lại người đồng nghiệp, với lại khách hàng của mình. Lúc đó chánh niệm rất là quan trọng. Cho nên khi anh có chánh niệm, anh đang dần dần làm chủ được bản thân mình, thì cánh cửa trước sẽ mở ra rất thênh thang. Chính vì lẽ đó chánh niệm được gọi là trái tim của cuộc sống. Cho nên thưa quý vị, Thiền sư Nhất Hạnh nói chánh niệm có thể bào mòn đi nóng giận. Phải nói rất là chính xác. Nếu như chúng ta tập chánh niệm mỗi ngày, chúng ta sẽ thấy được giá trị của nó. Bây giờ quý vị thắc mắc là chánh niệm là cái gì, phải không? Chánh niệm là làm cái gì để được chánh niệm? Quý vị ngồi đây là chánh niệm. Quý vị im lặng để thấy được lòng mình đang muốn cái gì, cái đó gọi là chánh niệm. Quý vị ngồi ở trong giảng đường này mà nhìn không thấy được Thầy, cố chồm qua chồm lại để nhìn thấy được Thầy, khi quý vị thấy được cái tâm đó, quý vị đã có chánh niệm. Chánh niệm tức là chúng ta có thể hiểu biết được mình đang cần cái gì, mình đang nghĩ cái gì và mình sẽ phải làm cái gì, cái đó gọi là chánh niệm. Tức là suy nghĩ đúng đắn về tất cả mọi thứ móng khởi ở trong tâm thức của mình. Những dòng suy nghĩ đó chúng ta phải biết rõ, cái đó gọi là chánh niệm. Cho nên có những lúc quý vị thấy tại sao các thầy phải ngồi im. Có những lúc chúng ta tụng kinh rân trời đất, chúng ta niệm Phật là thôi là ngày đêm gì cũng niệm. Nhưng có những lúc chúng ta phải ngồi im lặng. Niệm Phật là để cho chúng ta bớt đi những suy nghĩ lăng xăng. Chúng ta quay về với một câu niệm Phật mà duyên với Đức Phật A-di-đà. Cái này Thiền Tông gọi là chăn trâu, hay còn gọi là hệ niệm. Tức là buộc suy nghĩ lại bằng cái câu niệm Phật. Rồi chúng ta trì chú, chúng ta tụng kinh cũng là một cách
để cho chúng ta không có nghĩ những cái chuyện vớ vẩn nữa. Cái đó gọi là chánh niệm. Và có những lúc chúng ta im lặng, không làm gì hết, không tụng kinh, không niệm Phật, không làm gì hết, và chúng ta ngồi chúng ta lắng nghe mọi suy nghĩ ở trong tâm của mình. Cái đó cũng là chánh niệm. Cho nên Tổng thống của Nam Phi, thầy nhớ ông ta trả lời phóng viên của đài, một cái đài truyền hình gì rất nổi tiếng của Mỹ, mà khi đã qua làm phóng sự, tại quý vị biết Tổng thống Nam Phi là ông rất giỏi. Hỏi ông bây giờ ông cần cái gì? Ông muốn cái gì? Ông nói ta muốn cái gì đây, ta muốn cái gì đây? Ông cười thật tươi, ông nói tôi chỉ muốn ngồi im không làm gì hết. Một câu nói phải nói rất là hay. Cho nên quý vị có những lúc nhọc nhằn trong cuộc sống, giữa những muộn phiền lo toan, cần lắm những khoảnh khắc ngồi yên để xem con mình đang nghĩ cái gì. Cái đó là chánh niệm. Chẳng lẽ mình muốn giết người? Chẳng lẽ mình đi muốn hại người? Chẳng qua mình cũng chỉ muốn những cái muốn bình thường trong cuộc sống, là gia đình đầm ấm, con cái nó hiếu thảo, vợ chồng thuận hòa, thế thôi, phải không? Nhưng mà khó quá. Tại sao nói con không nghe? Tại sao khuyên chồng không được? Tại sao cố gắng cật lực làm ăn mà cũng không khá nổi? Bắt đầu chúng ta sẽ tìm hiểu lý do gì sao mình nói con không nghe, mình khuyên chồng không được. Và lúc đó mình sẽ biết mình cần phải làm gì để đối diện với một ông chồng không biết nghe lời khuyên bảo của người thân. Để chúng ta biết cách dạy con của mình khi con nó ngang ngược, nó cứng đầu. Quý vị thử nghĩ xem, mình ngồi ở đây nè, mà bây giờ con cái của quý vị nó nhà nó đi chơi bời, nó phá phách, quý vị yên lòng không? Đâu có yên lòng. Thì bây giờ chánh niệm ở chỗ nào? Chẳng lẽ suốt cả cuộc đời chúng ta không có phút giây nào bình yên sao? Đó là một thiệt thòi lớn đối với những người phụ nữ trong gia đình. Chỉ có biết làm bạn với ông Táo, chăm lo đời sống qua bữa cơm của gia đình, đây là một sự thiệt thòi rất lớn. Cho nên thầy đề nghị quý vị phải ứng dụng tuệ giác vào trong một cái môi trường đầy thử thách của đời sống gia đình mình. Có những lúc tập im lặng, ngồi yên để chúng ta lắng nghe những suy nghĩ một cách trung thực nhất ở trong tâm của mình. Chỉ có như vậy quý vị mới có đủ cái sức mạnh để có thể hóa giải được những cái cơn nóng giận mà bấy lâu nay nó đã trở thành bất trị ở trong con người của chúng ta. Cho nên quý vị thấy ngồi yên nó là sự quán chiếu. Khi chúng ta tìm hiểu về những dòng suy nghĩ của mình để mình biết mình đang nghĩ gì, đó gọi là quán chiếu. Và khi chúng ta quán chiếu, chúng ta thấy được cái dòng suy nghĩ đó, bắt đầu chúng ta gạn lọc những suy nghĩ tốt, chúng ta cho nó phát triển. Và những suy nghĩ mà nó hướng chúng ta đi tới chỗ cuồng loạn, giận hờn, bất mãn, tự ái, ganh tị, nó sẽ làm mình mệt mỏi, chúng ta dừng lại. Cái đó gọi là trải nghiệm. Sự trải nghiệm trong từng giây từng phút đó chính là một phương thuốc hay để giải độc nóng giận. Có rất là nhiều người đi tới chùa cầu thầy chứng minh cho sự sám hối của những người đó sau những cơn giận làm gia đình tan nát. Như có cái chị đó, chị không có thích chồng chị mà biểu hiện cái tình cảm trước mặt người khác. Thì trong một cái buổi tiệc, cái bữa tiệc cưới đó, anh chồng mà anh thể hiện tình cảm là anh gấp đồ ăn cho chị, mà chị không thích, chị nói chị không đồng ý. Mà ông cứ làm hoài như vậy, thì chị nghĩ rằng là cái anh chồng này đó là làm màu làm mè trước mặt người khác, muốn ghi điểm,
để cho biết là ta đây là quan tâm tới vợ, cho nên chị này chị bực quá, chị nó nói anh không được, hất luôn cả chén nước tương vô mặt anh kia. Anh chồng không kìm nén được, sáng cho bà vợ bạc tay trước mặt mọi người, thế là ly hôn, không ai nhịn ai hết. Đó. Rồi Mạnh chồng gọi điện cho thầy kể chuyện bà vợ bán vậy, rồi Mạnh vợ gọi điện cho thầy kể ông chồng vậy. Thầy nói thôi khỏi kể nữa đi, thầy nghe biết hết rồi, bây giờ thầy chỉ hỏi một câu thôi. Với hai vợ chồng thầy cũng hỏi giống nhau, thầy hỏi bây giờ hai đứa con giải quyết làm sao? Chứ còn hai, còn bản thân hai vợ chồng con thì dễ rồi, ra tòa ly dị là xong, khỏi cần ra tòa, nó lấy hôn thú nó xé cái rột là xong rồi. Nhưng mà còn hai đứa con nhỏ kìa, đứa 6 tuổi, đứa 4 tuổi đó, vậy làm sao, giải quyết làm sao? Anh chồng mà nói rất là gọn, con có trách nhiệm, con sẽ chu cấp cho cô ấy nuôi con. Thầy nói đồ tàn nhẫn, không phải có tiền bỏ ra mà muốn làm gì làm. Đứa con đó nó cần tiền để nó lớn lên à, nó cần sự quan tâm chăm sóc của một người cha hơn là nó cần tiền. Rồi những đứa con nó lớn lên khi thiếu thốn tình cảm như thế, cuộc đời nó đi về đâu? Chứ nghĩ mình bỏ tiền ra thôi vậy sao con làm đi, khỏi cần bỏ tiền, cứ bỏ con vô trong cô nhi viện đi, người ta cũng nuôi được, ta không nuôi được con mình tới khôn lớn à. Thầy nói cái anh đó là rất là tàn nhẫn, quá là nhẫn tâm, nghĩ mình bỏ tiền ra mình chu cấp cho vợ nuôi mấy đứa con đó là xong rồi, coi như hết trách nhiệm của mình. Anh nói chứ giờ biết làm sao vợ? Thầy nói tại sao không hàn gắn lại? Hồi xưa đó không cho gặp nhau đó thì cũng đòi chết, bây giờ gặp nhau rồi đẻ hai đứa con rồi ào ào rồi ly hôn, kỳ vậy? Hai người tự chọn lựa với nhau mà không hóa giải được lý do gì sao? Ai cũng tự ái hết. Cô này cổ nói cổ không chấp nhận được khi chồng tát tay cổ trước mặt mọi người. Thì anh này cũng nói con cũng không chấp nhận được thái độ quá quát của cổ, hất cả cái chén nước mắm vô mặt của con trước bàn tiệc. Thầy nói hai đứa con của con nó cũng sẽ không bao giờ chấp nhận được khi cha mẹ của nó đổ ập hết tất cả những cơn giận dữ đó cho nhau và đẩy nó tới một cuộc đời đen tối, có mẹ thì không có ba, có ba thì không có mẹ. Hai đứa nhỏ là nạn nhân. Rồi theo quý vị, hai vợ chồng này có ly hôn không? Thầy nói hồi đó đó, con cũng như biết vợ của con rất là có cá tính mạnh mẽ, mọi người khuyên can con cũng chọn. Thầy chọn thì con phải chấp nhận, thương người thì phải thương cả lối đi, phải không? Nó có thẹo có dích thì cũng phải thương luôn nó. Rồi cái chuyện này cũng vậy, hồi xưa là gia đình đã khuyên can rồi, nói là cái thằng này nó rất là lỗ mãng, mà cũng nói không, anh tốt lắm, anh mạnh mẽ vậy chứ anh rất nhân từ đó, sao bây giờ không chấp nhận được? Thôi thì thương luôn cả cái đôi dép đôi dài rách của ổng đi, vì con cái mà chấp nhận đi. Vậy đó cũng đòi ly hôn cho bằng được. Thầy nói thôi ra chùa đi, là cầm hôn thú ra đây nè, để coi cái hôn thú nó có đẹp không, nếu xấu thì xé bỏ. Tự nhiên cái ba ngày sau cái đi ra chùa, trời ơi, tư rối à, té ra nói lại tình xưa, quỷ dịch gì đâu. Nhưng mà quý vị biết, thầy có cảm nhận cuộc sống này áp lực rất là lớn. Áp lực lớn từ nơi cuộc sống. Nhưng mà khi chúng ta không hiểu được, không hóa giải được, thì chính mình tạo áp lực cho mình. Chính cái áp lực đó là gì? Là sự tự ái, là cái nóng giận, không ai nhịn ai. Tôi gì mà năn nỉ bả hả? Còn khuya đó. Tôi gì mà xuống nước với ổng hả? Đợi Tết Maroc đi, phải không? Đó, cuộc đời đã đè chúng ta xuống bởi cơm áo gạo tiền rồi, bây giờ mình lại tự tạo áp lực cho mình bằng chính những tâm lý quán giận,
ganh tị tật đố hờn giỏi, trời ơi sao nó mệt quá đi. Cho nên sân hận từ đâu đến, nóng giận từ đâu phát sinh? Đừng nghĩ người khác đổ nóng giận tới cho mình nha quý vị, mà nóng giận là do mình không biết tiêu hóa được những cảm xúc của mình. Giống như cái câu chuyện mà thầy cự lộn với cái chị mà ở trên máy bay đó. Thầy cứ đổ cho cái chị đó chỉ làm cho thầy nóng giận thì bực mình không à. Nhưng mà thực chất là chị đó chỉ phản ứng theo cái kiểu tánh nết của chị như vậy. Mình cự lộn với chị có hết không? Chứ đâu có hết. Chị thấy đúng chị mới nói, chị mới làm, phải không quý vị? Nhưng mà chị đâu có thấy chị hồ đồ. Còn mình làm giọng mình ngon lắm, mình thấy bả hồ đồ, mà đứng lên mình hất mâm cơm vô mặt bả, mình còn hồ đồ hơn mà mình không biết. Quý vị thấy không? Mình cứ đổ thừa cho người ta, đem tới cho mình bực bội, đem tới khó chịu cho mình. Nhưng mà mình chưa hề thấy được cái nóng giận phát sinh từ cái cảm xúc của mình. Cảm xúc đó chỉ có mình biết thôi nha quý vị. Nó ẩn mật hay lắm. Bây giờ đem ra 2 ly nước. 1 ly sinh tố bơ, thơm, ngon, bổ, rẻ. Với 1 ly nước trà đá. Quý vị uống ly nào? Thầy là uống trà đá liền. Uống trà đá người ta mới tôn trọng thầy, phải không? Ta nhìn chỗ thầy tiện dụng thấy dễ thương ghê vậy. Thầy tu hành thầy biết đủ, thầy biết kham nhẫn với sợ thầy uống trà đá không à. Nhưng mà đâu có biết thầy uống trà đá mà có mắt thầy không rời ly sinh tố bơ. Cái cảm xúc đó ở đâu ra? Từ nó trong mình ra chứ đâu, trong tâm của mình ra. Mình phải biết cho được, chứ không có lý do gì mình không biết hết, chẳng qua mình phá lắp thôi. Cho nên những cảm xúc vui khi mọi chuyện thuận ý mình, cảm xúc khó chịu khi mọi chuyện nó trái lòng, đi qua mặt bằng của cảm xúc hết. Vui hay buồn chúng ta biết rõ. Hãy vui chúng ta nắm vô, kéo lại, giữ chặt. Hãy bực bội xô ra, quăng đi, ném, vớt. Quý vị phải biết, cái kéo vô, kéo không được, mình cũng khổ. Giữ không xong, mình cũng khổ. Còn cái bực bội mình đẩy, đẩy nó không ra, dứt nó không đứt, cũng khổ. Cho nên quý vị thấy không? Tâm lý chiếm hữu hay là chối bỏ từ cảm xúc vui hay buồn đều phát xuất trên một mặt bằng gọi là tham chấp. Và cái đó là biểu hiện của cái tôi. Tóm lại, tất cả khổ như nhau. Sân hận nó phát sinh từ cái tôi này, từ nơi cái tham chấp của con người này. Từ đó mình mới nóng giận. Tôi gì mà nói tôi nhiều chuyện hả? Một chút nào đó chúng ta cảm thấy bị tổn thương, hay nói khác đi, bản ngã đang trỗi dậy, cái tôi của mình bắt đầu nó phản ứng rồi. Cho nên quý vị phải hiểu cho được rằng sân hận từ đâu đến. Khi mình biết được cái nóng giận từ đâu tới, chúng ta mới có cơ hội để hóa giải được nóng giận. Tại vì người ta là không vừa ý mình. Không vừa ý mình, điều đó chưa hẳn người ta làm sai đâu nha quý vị. Bây giờ thầy đơn giản thôi, mình bị thương, mình vô bệnh viện nhờ y tá rửa vết thương thầy băng cho mình. Trời ơi, có khi đau mình muốn sáng bạc tay bà y tá vậy, đau chịu đâu nổi phải không quý vị? Bà y tá bà cái xác vô làm cho mạnh cho tuôn máu tuôn mủ, mình xót ruột mình chịu không nổi. Nhưng mà quý vị thấy bà y tá bà làm đúng hay sai? Cái cô y tá đó, cổ phải cần làm mạnh để tẩy hết tất cả những tế bào chết thì vết thương nó mới mau lành. Mình có đau nhưng mà nó mau lành, còn đằng này mình cứ rờ thì coi chừng nó mạch luôn, nó ung thư luôn, cưa chừng cưa cẳng không hay. Cô y tá có làm đúng, nhưng mà vì mình đau cho nên mình ghét cái bà y tá đó. Ghét không? Sao không ghét? Thầy bệnh thầy vô nhà thương thầy nằm nè. Thầy nói thiệt với lại quý vị là thầy là nhẫn nhịn lắm. Vậy mà mấy cái người bác sĩ cứ đưa cho mấy cái em thực tập nó tới nó lụi thầy.
cái ven thầy mà nó lủi lên lủi xuống, nó rút vô ra, ra làm riết cái tay thầy nó bấy nhẹt hết, thầy chịu không nổi, nó bầm nát hết hai cái tay của thầy, không còn chỗ nào để lủi kim hết á. Thầy bực mình lắm mà thầy cũng nhịn. Vậy thầy suy nghĩ rằng mình không hy sinh thì mấy em này nó không thực tập được thì nó sẽ không thành bác sĩ giỏi. Thôi kệ, mình làm vật hy sinh cho nó đi, khổ sở cho cái thân già này. Ủa sao cười, thầy cũng già chứ bộ. Thầy không già bằng quý vị thôi, chứ thầy cũng già hơn mấy đứa nhỏ nhỏ. Mình sống qua một ngày tức là mình già thêm một ngày rồi. Thầy nghĩ vậy thầy phải hy sinh cho mấy đứa nó thực tập. Nhưng mà quý vị biết cái cảm giác đau đớn đó là cảm giác thật. Cái cảm giác đó nó thật, mình không chịu nổi. Nó lụi hoài, thầy bực mình, nó đi ra đi. Trời ơi, nó ngạc nhiên. Hồi nào giờ mình thần tượng thầy bóng mây quá dịu dàng phải không? Tự nhiên lụi kim mà lụi vô, lụi ra không được, bị thầy nạt thì nó đi ra đi, mệt quá. Chẳng những vậy mà thầy còn gọi điện cho bác sĩ trưởng khoa nữa. Thầy nói thôi thầy đi về, thầy không có nằm bệnh viện nữa. Làm ảnh lật đật anh chạy xuống, nói sao vậy thầy? Thầy nói đối xử với thầy cũng vừa vừa thôi chứ tệ quá, bắt thầy đem ra làm vật hy sinh cho mấy đứa nhỏ nó lụi hoài sao thầy chịu nổi. Thôi thầy đi về, không có chữa trị gì hết á, chết thôi. Anh nói thôi thầy ở lại đi, con không cho mấy đứa nó vô châm kim cho thầy nữa, để con chích cho thầy. Trời ơi, còn quá cha nữa, cái ông trưởng khoa này ông có chích đã đâu, ông lụi cho thầy cũng ba phát mới vô cái ven. Chuyện đó chuyện của y tá, cái chuyện đó chuyện của y tá là chích thuốc rồi này kia, còn chỉ định chích thuốc gì là chuyện của bác sĩ chuyên môn của người ta. Thầy thì cứ nghĩ rằng bác sĩ trưởng khoa là sẽ giỏi hơn y tá, thấy không, lầm rồi con. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cái ông trưởng khoa ổng lụi cũng ba chặt ba chuột, mắt kiến của ổng cũng rớt lên rớt xuống, trở lên trở xuống. Cô xin lỗi thầy, mắt con già rồi. Thầy nói trời ơi tôi đã lầm. Thầy cũng phải cười thôi, tới lúc đó thầy phải cười thôi, đau gần chết. Mà thầy cũng nói trời ơi tôi đã lầm. Tưởng đâu là ông ngon lành hơn, té ra ông lụi còn tệ hơn mấy đứa nó nữa. Huệ thôi chứ làm gì. Đó quý vị thấy không, người ta làm đúng nhưng mình cảm nhận sai. Do đâu mình cảm nhận sai? Do mặt bằng của ngã chấp đang trỗi dậy. Chúng ta không bằng lòng, chúng ta không chịu được, chúng ta không chấp nhận được, nóng giận phát sinh từ đó. Chứ chưa hẳn người ta làm không có đúng ý mình nổi giận là người ta làm tầm bậy đâu. Đó. Có một lần thầy đi tới cái chùa đó thầy giảng. Mà quý vị biết thầy rất là thơm thảo. Thầy đem hai trái sầu riêng rất là to để tới cúng cho thầy trụ trì ở đó. Thầy trụ trì đó là bạn thân thầy mà. Học sau bao nhiêu năm xa cách rồi, 6-7 năm sau thầy mới đi tới giảng. Thầy đem tới. Thầy kiếm cái dĩa thiệt đẹp, thầy để lên trên cái bàn thờ tụng kinh. Giống như chùa của thầy Chấn hồi xưa mà chưa có cất lên vậy đó, nó ợp ẹp vậy đó. Rồi giảng xong mà tối thầy ở đó, thầy ngủ ở đó. Xong cái tối thầy tụng kinh với thầy. Mà thầy không hề biết sở thích của thầy. Thầy không ăn được sầu riêng, cho nên thầy nghe sầu riêng thầy khó chịu vô cùng. Thầy rất dễ thương, thầy lấy cái chuông thầy úp trái sầu riêng lại. Gặp thầy là thầy lấy trái sầu riêng thầy dục lại. Thấy không, mình đâu có chịu được là mình dẹp liền. Phản ứng của mình không có đẹp, dẫn tới những hậu quả khó lường. Thầy đó rất dễ thương, thầy lấy cái chuông thầy úp lại. Một trái sầu riêng thầy để trên bàn thờ trên kia, một trái để bàn dưới. Thì bàn trên kia nó thoảng thoảng thầy chịu được, còn cái này để ngay trước mặt thầy. Thầy ngồi bên chuông, thầy ngồi bên mỏ, thầy đánh chuông, thầy đánh mỏ, thầy có hai thầy à. Thầy trụ trì thầy chưa có đệ tử, cách đây 20 năm rồi. Thầy dễ thương, thầy lấy cái chuông thầy úp cái trái sầu riêng lại. Mà cái hình ảnh nó đi theo thầy suốt mấy mươi năm. Nó đẹp quá, cái cách cư xử, cái cách kiểm soát được cái nội tâm, cái phản ứng của mình. Gặp thầy là thầy lấy cái sầu riêng thầy quăng liền. Nó học trò thầy, đệ tử thầy, thầy dạy học, thầy kêu lên thầy kiểm tra bài, lấy cái tập nháp mà viết bài đem lên đưa cho thầy chấm. Mà cái tập nháp tùm lum tùm la thầy quăng ra cái cửa sổ luôn. Tới lúc quăng rồi mình mới thấy mình bậy. Cái hình ảnh đó nó đâu có đẹp, nó để lên một cái ấn tượng không đẹp trong lòng của học trò.
Thì thầy nhớ tới cái hình ảnh cái ông thầy kia lấy cái chuông úp cái trái sầu riêng lại. Mình là cái gì không vừa ý là chúng ta phản ứng liền. Nào mà nói mình không hiểu, người ta không hiểu ý mình, nhưng thực sự mình có hiểu ý người ta chưa? Mình đâu có hiểu ý người ta đâu, phải không? Nếu thầy hiểu ý thầy đó thì thầy đâu có đem sầu riêng tới. Thầy không hiểu, thầy đem sầu riêng tới. Lòng tốt của mình bị phản tác dụng. Cái đó nó lại biến chuyển sang một trạng thái tâm lý khác. Chúng ta sẽ không phản ứng ra bên ngoài, nhưng chúng ta cảm thấy tự nhiên ghét người cha này ghê. Tự nhiên mình cảm thấy mình không ưa, mình cảm thấy mình ghét quá, cũng giận hờn. Đó, quý vị thấy. Cho nên cái sân hận, cái giận, cái nóng, quý vị bình tĩnh sẽ thấy không phải từ nơi ngoài đem đến, mà từ trong tâm của chúng ta, trong tâm thức của vậy. Cho nên bằng mọi cách chúng ta phải thuần hóa tâm thức của mình. Làm thế nào để chúng ta có một nền móng vững chắc, để chúng ta kịp thời đối diện với những cơn nóng giận mà không phải đào tò búa lớn khi cư xử với mọi người. Cho nên cái cơn giận nó khởi lên trong chúng ta, lâu ngày quý vị biết mình sẽ hình thành một thói quen. Hãy chọc tới mình là mình quậy, hãy mà nói tới mình là mình chửi lại, hãy mà đụng tới mình là mình cự lại. Do cái nóng giận chúng ta không kiểm soát, nó sẽ hình thành thói quen. Thầy thấy có nhiều người dạy con không có khéo. Có mấy đứa nít nó tới chùa, con nít nó cũng có cá tánh của nó, mà đụng chuyện cái bắt đầu mình quát, mình đánh nó, mình la nó, mình nín không, mình ngồi yên không, ở trong chùa mình la âm sầm, ông thầy cũng quánh bây giờ. Bà mẹ bà quánh đứa con, mà bà lôi ông thầy ra bắt ông thầy chịu trọng. Tự nhiên nó, ông thầy kệ, ông quánh bây giờ, biết ông thầy thành ông kẹ. Kỳ cục vậy. Rồi cái đứa nhỏ nó cũng hét lên, nó cũng la lên, nó đâu có chịu được cái cách đè nén đó. Có những đứa nhỏ nó không có cá tính thì mình dạy được, mình biểu nó ngồi nó ngồi, mình biểu nó đi nó đi, mình biểu nó nín nó nín, nhưng có nhiều đứa nó đâu có chịu. Rồi cuối cùng hai mẹ con hai cải lương đó, bà mẹ cũng hét mà đứa con cũng hét, rồi làm sao mà về nhà được, biết tay tao. Thầy mới nói con ơi, dạy con kiểu đó không được rồi, đừng có ép nó, cứ để cho nó tự do, để cho nó thoải mái. Mà khi mình không hài lòng, mình tới bên cạnh nó, con à, nếu như con làm được cái này mẹ thấy con sẽ dễ thương hơn, nó sẽ nghe liền. Thí dụ như đang nhảy giỡn la hát la hét vậy, mà nói con tới đây con quỳ với mẹ nè, lại Phật, con sẽ đẹp, con sẽ thông minh, con sẽ dễ thương hơn. Lập tức đứa nhỏ nó sẽ tới, nó ngồi kế mình. Mày tới đây không, đứa chùa la em xem gì, nó đâu có hiểu được cái gì đâu. Cái chùa là cái gì, nó thấy chùa rộng rãi nó nhảy nó la thôi, nó giỡn thôi, còn ở nhà thì chật chội. Tới chùa rộng con nít nó hay chạy, những đứa hiếu động là hay chạy. Mà quý vị biết có khi nó leo lên cái ghế của ông thầy nó ngồi, rồi bà mẹ tự nhiên xách nó xuống quánh cho nó hai ba tay. Nó đâu có biết ớt giáp gì đâu, quánh nó cho nên nó ghét ông thầy nữa. Nó có cái đứa nhỏ nó bị mẹ nó quánh, nó nói con thề là con không đi chùa, nó có hận mẹ. Trời ơi, nó mới 5 tuổi nó hận mẹ nó, nó không đi chùa. Tại vì là mày ngồi lên cái ghế của ông thầy cho nên mẹ quánh mày. Cái đó ghét luôn ông thầy, con quan mạng không. Thầy phải tới thầy dỗ dành nó. Thầy nói thôi con đừng có hận mẹ, con đi chùa đi, thầy cho con cục kẹo, thầy cho con cái này đẹp lắm nè. Nói thầy lấy một sâu chuỗi ra thầy cho nó, mà nó còn ấm ức, nó còn tức tưởi nha. Nó lấy sâu chuỗi xong nó không tới gần mẹ nó. Thì con nít, ở đây thầy nói cho quý vị nghe, mình quan sát con nít mình sẽ thấy được mình. Những đứa con nít như thế đó, chúng ta phải dạy nó, đừng để cho nó quen theo cái thói mà hung hăng hay là nó phá phách. Tại vì nó mà phá phách quen, lúc đó chúng ta sẽ không khống chế nó được, và nó hình thành một cái nghiệp. Cũng vậy, chúng ta phản ứng mạnh, phản ứng nhanh, nói thô lỗ, lâu ngày nó hình thành một thói quen, đó là kết thành nghiệp. Và lúc đó đừng nói mà Phật xuống mà biểu mình tha, mình cũng không tha đâu. Mình cũng xin phép Phật xử nó xong còn tu tiếp. Diện cười, không phải hả? Đừng bao giờ để cho chúng ta rơi vào một lối mòn của cảm xúc, nhất
là sự nóng giận. Chúng ta rơi vào lối mòn đó, chúng ta sẽ khó mà cưỡng lại nha quý vị. Bây giờ nè, ở quê của mình là hay có nuôi trâu, phải không? Quý vị nào đã từng nuôi trâu, chăn trâu rồi? Đầu tiên mình mua trâu, mua bò về, mình phải dẫn nó đi mỗi ngày. Nhốt trong chuồng chứ mỗi ngày mình phải dẫn nó đi ra đồng, nó mới đi được. Nhưng mà một thời gian ngắn chúng ta mở cửa chuồng khỏi dẫn, tự động nó đi. Nó đi ra tới cái cánh đồng đó nó ăn. Rồi chiều cái mình dẫn nó, mình lùa nó về, cái nó đi theo cái lối đó, nó đi về chuồng. Con bò mới đem về làm gì nó biết đường đi? Do mình dẫn, phải không? Mình dẫn riết nó sẽ thành lối mòn, thành thói quen. Cũng vậy, chúng ta không có biết nóng giận đâu. Chúng ta biết phản ứng khi mình không hài lòng, nhưng cái phản ứng đó mà không được chỉnh đốn ngay từ đầu thì cái phản ứng đó sẽ biến thành thói quen của mình, sẽ hình thành thói quen. Do đó đừng bao giờ mà chúng ta để cho mình trôi chảy theo những thói quen. Những thói quen đó do mình tạo, nhưng nó sẽ nguy hiểm cực kỳ, vì nó trú ẩn ngược lại ở trong tâm mình và nó điều phối mình. Quý vị thấy cái cơn nóng giận nó nguy hiểm vậy đó, do mình tạo ra cái nóng giận. Lúc ban đầu mình mới nóng nảy đó, phải có người khuyên can liền, khuyên can mình nghe, mình đừng bao giờ cố chấp tánh tôi vậy. Cho nên quý vị phải để ý dạy con nít từ nhỏ, đừng để cho nó hoang đàng, đừng để cho cá tính của nó quá mạnh mẽ. Chúng ta phải dạy nó để cho nó có một thói quen tốt. Cũng vậy, chúng ta sẽ tạo ra thói quen xấu rồi, thói quen xấu đó ăn sâu vào trong máu của mình, tức là trở thành bản chất của mình, thì nó tiềm ẩn sẽ trở thành một quả bom nổ chậm, nguy hiểm cực kỳ. Và đó là một công thức bất di bất dịch, đem đến khổ đau không dứt trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên đối trị với sân hận, hóa giải được nóng giận, chúng ta phải tìm hiểu lý do. Lý do của nóng giận đó là ngã chấp, là tham dục. Khi thiếu bình tĩnh, tham dục và ngã chấp đó sẽ xô chúng ta đi vào trong lò lửa dữ của sân hận bùng phát. Khi chúng ta hiểu được nguyên nhân của những nóng giận thì chúng ta có thể tìm được những giây phút bình yên, khi chúng ta có thể buông xuống những cái tôi tầm thường, những cái bản ngã của mình, những cái tham dục của mình. Đó là niệm Phật, là ăn chay, là tụng kinh, là trì chú, là tọa thiền, là đi tu bát quan trai, là bố thí, là giữ giới, vân vân. Tất cả những pháp môn tu đó đều có công năng giúp cho chúng ta quay trở lại với đời sống hiện tại của mình, để mình có thể kiểm soát hết mọi suy nghĩ ở trong tâm của mình. Khi kiểm soát được suy nghĩ, tâm chúng ta an định hơn. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta đang bình yên với chánh niệm. Thầy xin chúc tất cả quý vị trong đạo tràng luôn được bình yên trong cuộc sống của mình, và một ngày không xa, quý vị sẽ không còn bị cái nóng giận nó chi phối và nó làm khổ mình nữa. Xin tạm biệt quý vị.